Ui. Ui, kim cương các bạn ơi. Ui, may mắn thế nhờ. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Bon Video. Ok, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi Minecraft trên tồn 1.16. Yes. Thì ở trong tập này thì mình sẽ đi mine nha các bạn ơi. Thì mình muốn là đi mine để kiếm thật nhiều khoáng sản, để chuẩn bị cho những cái việc tiếp theo mình cần ấy. Mình nghĩ là những về sau thì mình rất cần rất nhiều khoáng sản luôn. Nên mình hôm nay mình sẽ dành ra một tập để đi mine. Thì như các bạn đã cũng đã biết thì ở trong tập trước thì mình đã có xây được một căn nhà đấy. Thì trong thời gian giữa hai tập thì mình đã có đi làm một ít sắt và làm mấy kéo ấy, cắt một ít lá để trang trí căn nhà các bạn ơi. Các bạn có thể thấy đấy là mình đã trang trí lá xung quanh căn nhà luôn. Mía cũng đã mọc lên được một ít rồi, mình sẽ đi qua mình lấy ít mía các bạn ơi. Đấy, không biết ở chỗ gần mình có dân làng không nhờ. Hy vọng là có dân làng các bạn ơi. Nếu mà có dân làng thì quá tốt rồi, mình có thể trao đổi với dân làng được. Ok. Thì mình được nghỉ thêm 2 tuần nữa các bạn ơi. Hết tháng 2 mình mới bắt đầu đi học lại. Ôi sướng vãi nồi các bạn. Ai thấy sướng thì comment số 1, còn không sướng thì thôi ấy. Thì mình nghe nói thì viên hình như là toàn nước nghỉ hết luôn hay sao ấy mà, đúng không các bạn? Có ai đi học lại không? Bạn nào đi học lại thì comment số 2. Đấy, còn ông nào đi học thì số 1. Ô, có gì đó sai sai nhờ. Ông nào nghỉ học comment số 1, ông nào đi học lại thì comment số 2. Đấy, hợp lý chưa? Và để cho cái việc mà đi mai nó xảy ra suôn sẻ thì mình sẽ dẫn thêm một con chó. Biết sao không? Dẫn thêm để bảo vệ mà. Ok, mình nghĩ mình làm một cái xô các bạn ơi. Đấy, làm xô múc nước đi, có gì gặp lava có thể ấy, làm thêm một cái cúp nữa các bạn. Cái cúp sắt với xịn xò lên. Làm thêm một cái thôi. Ở còn 10 cục sắt thì mình nghĩ mình sẽ làm một cái giáp đi. Hợp lý nhờ. Ok, bây giờ mình sẽ lên đường thôi các bạn ơi. Trước khi mình sẽ múc một ít nước ở đây. Ok, còn 2 quỷ. Ủa sao còn 3 con chó luôn mà ta. 1, 2. À, một con nằm ở đây. Ở đây căn nhà nha. Hứa nào vô nhà báo tao nha. Ok, đấy. Đi nào. Mình sẽ đi theo hướng mặt trời đâu ta. Chưa thấy mặt trời luôn trời. What the fuck. Ok, thì mình sẽ đi mình nghĩ là mình sẽ đi. Ui, lạc đà. Heo, what the hell man. Ui, trao đổi cũng ok phết nhờ. Vẫn như tập trước thôi. Thì xin lỗi ông nha. Ấy đừng, no. Rồi 2 sợi dây, 1 sợ. Ôi, con chó này. Rồi đi còn mà ơn. Các bạn ơi, con lạc đà đã bắn con chó mình các bạn. Thêm một ít thuốc nữa các bạn. Nhờ cái ông dân làng dương mục mà mình đã có thêm 2 sợi dây. Khỏi phải đi xuống ở chỗ mà có khỏi phải đi xuống chỗ có chắc nhờ các bạn. Rồi mình sẽ giúp kinh nghiệm trong cái lần đi mai lần này. Mình sẽ đào 3 ô, hợp lý chưa? Đấy, mình sẽ đào 3 ô luôn. Tôi mới vô mà trời sẽ tối rồi trời. Rồi mặt trời tối rồi kìa. Tôi phải làm nhanh hơn. Tôi phải đẩy nhanh tiến độ thôi các bạn. Nếu không trời tối thì đêm mai không còn hợp lý nữa. Rồi sẽ đào. Đấy, đấy. Vẫn như cũ các bạn, mình sẽ đi xuống tầng 11 các bạn ơi. Hy vọng là trong cái lần đi mai này mình sẽ tìm cực kỳ nhiều kim cương luôn. Hoặc là một sắt cũng được các bạn, mình hiện tại cũng không cần kim cương lắm đâu. Có sắt thì quá tốt rồi. Phải biết sao mình cần kim cương không? Hiện tại mình muốn đi vào địa ngục ấy để xem thử cái địa ngục của 1.16 nó sẽ như thế nào các bạn ơi. Ấy trời ơi, không biết nó sẽ
mang hẹn lớn mang, nghe nói có lợn rừng các bạn, không biết mang lợn rừng nó tấn công mình hay không ấy, nhưng mà mình cũng chưa biết. Ok thì đừng quên như tập trước các bạn, nếu bạn thích video của mình thì đừng nên để lại một like và một subscribe để ủng hộ kênh của mình bạn. Mặc dù nó không không có gì to lớn nhưng mà nó giúp mình có động lực để làm ra video hay hơn ngoài nhanh hơn đấy. Ok mình sẽ lên đi ngủ các bạn ơi. Ui con chó mình các bạn, mình sẽ đặt tên con này, mình từng mình sẽ có tên, mình sẽ đặt nó là anh hàng xóm thân thiện các bạn ấy, hợp lý mà. Rồi xin ngủ rồi. Đây, nhà mình có quá trời chó luôn các bạn. Ui mình nghe tiếng nổ, đừng nói nổ bên nhà tôi nha, hợp lý. Mình có bị ám ảnh bởi mấy con kê tình hay creeper gì các bạn ơi, mỗi lần mấy chúng nó nói mà nổ ấy. Ui mình có cảm sợ bãi nồi rồi. Rồi mình sẽ xuống tiếp tục công việc của mình thôi mọi người. Mình sẽ đào xuống tầng 11 luôn. Hơi lâu nhờ. Nhưng sao bạn ơi. Đấy, từ từ mình sẽ lắp cái cầu thang cho đi lên đi xuống cho nó dễ bạn. Hiện tại mình sẽ đào như vậy thôi. Từ từ mình sẽ lắp cầu thang đi lên đi xuống cho nó dễ bạn. Đấy. À thì trong tập trước hơn có mấy bạn mình đã nói trong video tập 1, tập 2 rồi nhưng mà vẫn không có ông nào comment thử thách cho tôi cây vãi nồi. Ông nào cứ comment thử thách đơn giản nhất là tôi sẽ làm thôi mà, là sao còn lại không comment? What? Tại sao? Các ông khinh thường cái trình độ của tôi ư? No, các ông thử comment một cái thử thách đi nào. Tôi sẽ làm ngay. Đừng có comment dứt dòng ngay đầu tiên là được. Đấy. Ui, mình hiện tại mình đang ở tầng cái gì? Tầng 49 hả? Đúng rồi các bạn ơi, hiện tại mình đang ở tầng 49. Ui, có than nha. Thật sự khởi đầu khá là may mắn. Ui, hợp lý, mình lát nữa mình sẽ đào than. Ui, mình đào nó luôn các bạn ơi. Đấy. Các bạn được nghỉ, các bạn đã chuẩn bị đâu chơi chưa? Đấy. Mình thì chuẩn bị có một chuyến đi chơi với cùng những đám bạn của mình. Đấy, hợp lý chưa? Uầy lâu cái nhờ đào, tại mình đào ba đường các bạn. Ui sắc. Uầy một khởi đầu khá là may mắn nha, may mắn này đến may mắn khác. Liệu đào xong sắc nó phải rơi ra kim cương hay không, chúng ta xem tiếp video mới biết. Ui tưởng là một cái hang ấy chứ. Rồi nha các bạn, từ mình để sát đấy, từ mình đào. Hay nhiều bạn có hỏi mình là anh là người miền nào thế, tại sao là có thể nói giọng rồi mình giữa chung giữa bắc cái thứ tại vì mình tại sao các bạn biết tại sao mình nói giọng mà nó hơi bị kỳ không, tại vì mình xem video của người bắc với người trung ấy các bạn, mình có bị nhiễm ấy, tại vì mình là người nam mà. Ôi sắc lại sắc nữa, được nha, hợp lý, hợp con nhà bà lý nha. Từ mình sẽ lấy sao các bạn ơi. Từ hiện tại mình cái nhiệm vụ đầu tiên của mình là đi xuống tầng 11. Ôi 37 rồi. Rồi mình nghĩ là chắc banh cái cấp sắt này nó vẫn chưa xuống tầng 11 các bạn ơi. Vậy là mình sẽ lấy sắt ở đây. Để lát xuống núi mà hết sắt thì mình có nung ra. Hợp lý chưa? Hợp con nhà bà lý liền. Đấy, đi đào xuống tiếp. Feel uninvited, left home in West LA. I'm not excited, so uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me as she needs to know.
Ok các bạn ơi, thì mình đã tới được tầng 11 rồi nè các bạn. Ok thì giờ mình sẽ đào thêm một cái đường thẳng các bạn ơi. Thử nó có gì may mắn xảy ra. Ui xác được của lõ các bạn mới đào xuống tầng 11 là đã thấy xác rồi đó. Hộp con bà. Hộp con nhà bà Lý các bạn. Rồi. Được mấy cục luôn. Nên mình sẽ đào một cái đường thẳng các bạn ơi. Hy vọng là cái đường đi của mình là hợp lý. Thì cũng sẽ tìm được kim cương hoặc là một cái thứ gì đó khác các bạn. Mình chỉ mong là tìm được kim cương trong chuyến đi mai thôi bạn ơi, chứ không có cần gì nhiều. Đấy. Ui đá đỏ luôn, được của nó các bạn. Mình sẽ đào đá đỏ ở đây luôn các bạn. Hiện tại mình đang cần kinh nghiệm để từ từ mình nâng ép độ. Thấy đá đỏ đó bạn ơi, sắp gần tới kim cương rồi đấy. Thôi tôi không thể nói trước được các bạn ơi. Nếu mà nói trước thì lát nữa không có kim cương thì cũng hơi bị fail. Nên tôi không nói đâu. Rồi tôi chỉ cứ đào thêm một đường thẳng đi. Rồi từ từ nếu mà lâu quá không có kim cương thì tôi sẽ chia ra đường khác. Ok. Hộp của nhà bà Lý chưa? Hộp Lý liền. Uầy. Mình cứ kiểu như đào chân vô vọng đấy bạn ơi. Dù ui sắt lại có sắt các bạn ơi, hợp lý nha, lấy sắt. Có sắt thì lấy sắt, có kim cương lấy kim cương, có vàng lấy vàng, có tiền lấy tiền. Thấy không? Các bạn lấy tôi đào kinh không? Búng tay một phát ra có sắt rồi. Thì ui có sỏi này bạn, tôi cực kỳ ghét sỏi luôn ý. Tôi đang đào mà có sỏi rơi xuống đầu các bạn ơi. Không bị ung thư máu não tôi cũng bị thần kinh các bạn. Ui lại có sắt. Được của ló nhờ. Ui. Chuyến đi mai đây bội thu rồi này, bội sắt thôi chứ không có. Không có bội gì hết. Ui. Đá nhiều nhờ. Đấy, sẽ từ từ lắp lại. Đấy, có sắt cực kỳ nhiều này, nãy giờ mình đào được bao nhiêu rồi ta? 21 cục sắt, 6 cục vàng. Ui. Mình đang cần một stack sắt đi, nó sẽ hợp lý hơn để cho những cái công việc của mình ấy. Ui, lại đá đỏ. Mình sẽ đào đá đỏ luôn các bạn ơi. Ui, mình đã lộn cúp rồi. Đáng lẽ phải cúp đá. Đào hãy chặt các bạn. One piece. Phải. Thì các bạn nào muốn chơi cái gì thì mình chơi thì cứ... Ui, một hang các bạn ơi. Cứ comment bên dưới video cho mình biết nha các bạn. Ui. Ở đây có một cái hang. Ui. Bên đây có nước đồ các thứ nè bạn. Để mình lên cái hàng này mình coi thử có gì hết rồi. Ui mình nghe tiếng skin vãi. Ui. Có sắc bạn mình. Ui nghe tiếng zombie các bạn ơi. Tôi không biết BBB nữa chứ. Ui có đây có sắc các bạn. Hiện tại mình đang cần rất nhiều sắc nên có sắc thì mình sẽ đào. Có dơi các bạn ơi, tôi không muốn bị corona đâu nha. Đấy, bỏ đá đi bớt các bạn. Đá nhiều quá. Ngoài đây có hàng to vãi nồi các bạn. Ngoài mình sẽ đào sắt ở đây các bạn ơi. Và mình sẽ đào một cái lỗ ở đây. À chỗ này chỗ tôi đào. Hết hồn. Chuẩn gì hot chứ chưa ai nhìn ra chỗ tôi đào ở trên này có gì hot không. Ôi xác lại có xác được của nó nhờ. Ui hết rồi, đây là hang cục các bạn ơi. Mình sẽ vào hướng bên kia thử có gì. Ui lại có xác mình không để. Ui các bạn ơi, mình đào được một cái hang, mình tìm được một cái hang các bạn ơi. Lại làm cái hang mới các bạn. Ui, ở đây có lava đó bạn, mình sẽ đổ nước xuống là nó hợp con nhà bà Lý nhất. Ui không muốn là kiểu như bị thiêu đốt trong dung nham luôn các bạn ơi. Đấy. Ui mình hết đuốc các bạn ơi, sẽ chế tạo thêm mấy cây đuốc nữa. Mình sẽ bỏ bớt đồ các bạn ơi. Ở đây có chỗ hố lava này, thuận tiện để bỏ đá vào. Đấy, mình sẽ chế một ít đồ thôi. Ui,
Cái gì vậy? Ôi con chó tôi, trời ơi, sợ vãi con chó không? Cái con ông hàng xóm mẹ ông làm mất hồn quá. Ôi ở đây có lava nhiều vãi rồi nên mình sẽ lắp bớt rồi. Ôi có cả nhiều sắt, nhiều sắt vãi luôn rồi. Ôi mình sẽ đào hết đống sắt ở đây. Hộp con nhà bà Lý các bạn. Hồi nãy con chó làm mất hồn, bạn tưởng con baby zombie á, các bạn có suy nghĩ giống mình không? Mình tưởng con baby zombie mà nó trong bóng tối á. Ai giờ nhìn lại ông hàng xóm thân thiện vãi nồi. Ok mình sẽ đặt đuốc này cho sáng sủa bạn. Ồ nãy mình đem theo cái xô tiện không, tính toán trước khỏi các bạn ơi. Ui ngọc lục bảo, các bạn có thấy ngọc lục bảo không? Emerald các bạn. Ui được của nó nhỉ, Emerald là cũng khá rồi đấy. Lắp nước lại hết luôn chứ tôi sợ. Ui phù thủy. Ui làm gì căng thế. Ôi phù thủy khốn nạn, con chó nó không giúp mình được cái gì các bạn ơi. Ôi có cả emerald rồi, mình sẽ ăn bớt này. Đừng có chết nha, chết dưới đây hơi bị fail ấy, chứ không có chết mắc đồ ấy, cay lắm á. Ui con chó lại mắc làm mình mắc hồn các bạn. Mình coi mình sẽ đi đào sắt ở đây các bạn, mình sẽ ăn để cho nó phục hồi. Cái độc tố lâu rồi nhờ. Ôi đồ đừng có chết nha. Ok thôi đọc các bạn ơi, tự nhiên xuất hiện đâu khứ phù thủy nằm đó ra. Mình sẽ loot hết đóng sắt ngay đây luôn. Hộp con nhà bà Lý rồi. Ở đây có sắt cực kỳ nhiều. Hiện tại mình cần stack sắt này nè. Ui ui cái gì ấy, cái gì vụ nổ xảy ra ấy. Ui vãi nồi chưa. Ở đây có emerald, bạn lấy emerald. Có con cục à, vãi nồi. Để cho con cục vậy. Ôi đây có thèn, lại có sắt, bạn ơi mình sẽ lấy sắt. Ui có sắt nữa. Hộp con nhà bà Lý, ui ăn tí rồi bạn. Ui con chó mình làm mình sợ nãy giờ mấy lần rồi. Bị chó này. Bố mày phải quay creeper nè. Ổ men. Ui thêm một con creeper ở trên nữa thôi. Né. Lượn. Ui con chó mình nó không cắn con creeper luôn. Mày ăn gì bị ngu mày. Luli các bạn ơi, mình đào luli đi. Cái này bì quay shit, mình tìm được cái gì đó bạn ơi, cái hang. Ui rồi chỗ này là một cái hố lava luôn. Thì đi dọc cái hố này thử có gì hoát không. Cái ông yên tâm mày, tôi đã nhớ tọa độ nhà rồi, không sợ lẹt đâu phải không ơi. Ui lại có sắt. Thank you.
kim cương các bạn ơi. Ui, may mắn thế nhờ. Ui, ở đây tầng 15 mà đó có kim cương rồi. Ui, hợp con nhà bà Lý rồi. Đấy, tôi chụp tấm hình để tôi làm kỷ niệm cái còi. Ok, kim cương. Ok, mình sẽ đào luôn, hỏi bao nhiêu cục rồi bạn ơi. Hy vọng là 1 cục, 2 cục, 3 cục, 4 cục, 5 cục. Ui, 6 cục kim cương. Cũng ok. Trong lần đầu tiên đi mai mà được như vậy là cũng hợp lý rồi bạn ơi. Ui, địt còn mẹ mày. Nhờn bố mẹ. Nhờn. Này cũng nhờn. Ô, may mắn quá bạn ơi. Mình được cả 6 cục kim cương luôn. 6 cục kim cương là một cái gì đó cực kỳ lớn lao trong cái làn đi mai đầu tiên của mình ấy. Đấy. Thì các bạn nào muốn chơi cái sheet của mình á, ok thì mình ghi gõ cái sheet của mình lên. Đấy, thì đây là cái sheet của mình á. Chỉ cần các bạn cho mình coi, các bạn cho coi tọa độ này. Ok, thì các bạn chỉ cần đến tọa độ này và đi qua chỗ này sẽ thấy kim cương nha các bạn ơi. Hợp lý chưa? Để mấy ông nào nói tôi gian lận thì no, not gian lận. Đây chắc cái là mạnh nha. Rồi, 6 cục kim cương. Hợp coi nhà bà Lý. Ok, thì mình nghĩ video của mình đến đây cũng đã dài các bạn ơi. Mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn ơi. Thì trong tập này thì mình đã có đi mai và tìm được gần 2 tích sắt các bạn khó, các bạn có thể thấy một cứ cho là 2 tích sắt đi và 19-20 cục vàng và 60 cục kim cương các bạn ơi. Thì nếu bạn thích video của mình thì đừng quên đã lại một like và một subscribe ủng hộ kênh của mình thường ơi. Thì đó là một động lực to lớn để mình giúp mình ra video nhanh hơn. Thì một like video miễn phí mà các bạn ơi. Chúc các bạn một ngày tốt lành.